Em ra đây ôm với coi. Lady, can't you see me? My heart belongs to you. Và sâu như vậy nữa. Lady. Oh, ok. Bây giờ hoàn toàn á, em mới có tất cả những gì bên ngoài thôi. Một giọng hát rất cao, nội lực có, nhưng mà mình phải hát bằng tất cả cái sự mất mát từ bên trong. Cái guitar mà rải á, là phải sâu bay nữa thì bạn kia hát mới bay hơn. Cho nên tụi em là phải mất mát nữa. Hát hay theo kiểu gì? Nhẹ nhàng dễ hay đơn giản cũng có, nhưng mà hay mà để truyền tải tất cả những nội tâm cảm xúc thì phải có quá trình. Bây giờ xin phép cả nhà em thị phạm cho em chút xíu được không ạ? Mai mốt đi thi đâu? Gọi cho cô tư vấn cho mình đi thi.